cô chú anh chị. Hôm nay cửa hàng xe máy Đồng Tình xin gửi đến cô chú anh chị một chiếc xe AB 125 AB đời cuối đời 2015 ha, AB mẫu mắt cú nha, mẫu đèn tròn. Đây, xe rất là đẹp, màu vàng ha, đang dán keo nguyên con. Xe zin từ A tới Z ha, đầu lòng chưa mở. Xe còn rất là cứng ha. Thì con này bên Tình bao ký giấy ủy quyền hoặc bao ký giấy mua bán sang tên nha. Bên Tình bán với giá là 24.500.000. Xe đây, cái lốc máy đây, mới cáo ha. Đó. Hệ thống phun xăng điện tử, cà vẹt giấy tờ đầy đủ ha. Bao ký giấy mua bán sang tên. Đặc biệt một điều nữa là xe này đã lên chìa khóa remote ha, bếp ga. Đó. Lên cái bếp ga này không là đã 3.500.000-4.000.000 nha cả nhà mình. Rồi lên chìa khóa định vị chống trộm ha. Này bây giờ Tình sẽ test máy nha. Chạy audio 52.000 cây. Đó, máy rất là êm. Rồi xe này bên Tình bán với giá là 24.500.000 ha. Thì xe này mình bao ký giấy mua bán ủy quyền, bao ký giấy sang tên. Xe rất là cứng. Này máy, tiếng máy đây. Đó. Tiếng máy là êm ru ha. Biển số 59G21667. Audio 52.000. Đã lên bếp ga, đã lên chìa khóa bếp ga ha. Đây tắt. Đó. Mở. Đó. Lên bếp ga này không là 3.500.000. Lên định vị ha, chìa khóa định vị remote. Rất là ngon. Rồi, cô chú anh chị mua thì liên hệ cho Tình theo số điện thoại là 0913456970. Hoặc đến ngay địa chỉ nhà Tình là số 9 đường Nguyễn Thị Nui, xã Tân Thế Nhì, Hóc Môn. Cô chú anh chị nếu mà mua không biết đường đi thì mình lên trên mạng Google Maps, mình bấm là mua bán xe máy cũ Trọng Tình ha. Là ra ngay nhà mình luôn. Xe thì nói chung không có cái gì để bàn hết á. Xe là mới cước. À, cái cản, cố gắng nhìn ốc luôn. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Hẹn cô chú anh chị trong clip tiếp theo. Xin cảm ơn cả nhà mình ha.